mouse thì các bạn mong đợi. Mong là mouse, ok, mình sẽ chắc là xem bộ sưu tập đúng số bi của mình. Rồi còn nè, cái con bi mà. Mình có một con đây đây cái đầu xu rồi để một đầu xu với cái đầu xu cứng không sao chúng là đầu xu hiếm không sao đó là đầu xu hiếm. Nói cho mình sẽ dạy các bạn cách chơi cái trò này. Bỏ cái đồng số ghép ra đi. Đồng số ghép ra một lần nữa. Nếu các bạn để một con đây. Con là chiến đấu con này, hai người chiến đấu với nhau. Hai con chiến đấu với nhau nha. Lấy con này. Nhìn tấn công nó lại nhiều. Đấy 17 đúng rồi mà đúng nhiều 400 có rồi chết thì cái này đủ nó rồi ra con này đẩy một cái con này chết còn nếu không đẩy ví dụ này mình phải con này không chết là cứ một người khác bấm những con tiếp bùm. Nếu ví dụ một người có hai con thì có thể tấn công tiếp con này con ngựa. Nhưng mà ví dụ đồng đội hai bên có con trùng thì hãy bỏ một con này đây. Hi. Cậu mình ở nhà cho nên hơi ồn. Các bạn hãy like and share and subscribe cho mình và đăng ký kênh Đình Lạnh nha mình nữa nhé, tại mình làm á.